Hải Phòng thì đúng là không lòng vòng, đúng như câu nói đó. Thì ngày hôm nay là hai em xuất về Hải Phòng, đây là em Introtech và một em Cbot F306. Đầu tiên review em Introtech trước nha. Đây thì em Introtech này build cho bạn Nguyễn Đức Mạnh ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Con này build theo cái cấu hình bạn ấy lựa chọn và lỗi bài thì sẽ lên tư vấn cho bạn. Thì con này là build ra tầm khoảng 11 củ. Phải nói là trọng lượng con này khá là nhẹ luôn, nhẹ một cách giật mình luôn. Cân thử cho anh em xem con này bao nhiêu cân nhá. Đó, đầu tiên này. Đầu tiên này cân đang trạng thái 0-0 nha anh em nhá. Vào 7 cân 4. Đấy, 7 cân 4 cho một con xe đạp khung nhôm, bánh nhôm. Nói chung là nhôm tuốt tuột tuột. Có mỗi cái bô tăng này bằng carbon thôi. Thì các bạn thấy là trọng lượng phải nói rất là nhẹ đúng không? Con Introtech này thì mình luôn nói với các bạn rồi, con này là một trong những cái con khung mà mình thấy trọng lượng khung khá là nhẹ và rất là đẹp. Không hiểu tại sao Việt Nam mình số người chơi dòng này không nhiều nhá. Mẫu này là Introtech FS02 này. Đấy, con này là khung nhôm càng carbon nhá. Đấy, khung nhôm của nó không mối hàn khá là đẹp. Và con Introtech này châu Âu nó chơi cũng rất là nhiều. Con này thì lên cho khách là vành bánh Legend màu bạc này. Con này thì 32 lỗ nhá. Lốp WTB này. Đấy, thích slick này. Bô tăng Baluwe này. Con này khách chơi ghi đông thẳng này. Ghi đông thẳng này là ghi đông của Adentley này. Đấy, đùi đĩa, sử dụng đùi đĩa lá bài nhá. Anh em thích đỏ đen chơi quả đùi đĩa này khỏi phải nghĩ luôn. Đùi đĩa trục rỗng này. Xích IBL của Đài Loan này. Đấy, và cọc yên rỗng giữa của Zoom này. Con yên này các bạn thấy không? Tông sạch tông khá là đẹp của Magic Pros, đúng luôn tông màu khung rồi. Đó. Con này thì build tầm 11 củ thì cá nhân mình thấy thì trong cái phân khúc mà cấu hình cao này thì đây là một con đáng gờm ấy. Anh em thích chơi nhẹ và đẹp thì có thể tham khảo mẫu Introtech này nhá, có nhiều màu cho anh em lựa chọn. Anh em thấy sao về con xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới, xin cảm ơn.